Muốn phổi khỏe mạnh, hãy bổ sung những thực phẩm sau đây. Một, đầu tiên là nhân sâm. Đây là một vị thuốc quý của Đông y, tác dụng bổ khí, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho hệ hô hấp, đặc biệt ở những người bị khí hư, đoản hơi sau khi mắc các bệnh về phổi như viêm phổi, sơ phổi hoặc lao phổi. Ngoài ra, nhân sâm còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, chống sơ hóa ở những người mắc các bệnh lý về phổi. Hai là cam thảo. Cam thảo cũng là một vị thuốc bổ khí trong Đông y, có tác dụng tăng cường sức khỏe cho phổi. Chúng ta có thể dùng cam thảo bằng cách ăn hoặc hãm nước uống hoặc nấu với thức ăn. Ba là bạc hà. Có thể sử dụng lá bạc hà hoặc trà bạc hà. Đây là một loại thảo dược có vị cay, ấm, giúp chống viêm, kháng khuẩn, kháng virus, bảo vệ phổi khỏi những tác nhân gây hại từ bên ngoài. 4 là gừng. Gừng có tác dụng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, loại bỏ chất độc ở hệ hô hấp, kháng khuẩn, kháng virus. 5. Mật ong. Mật ong là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch, kháng virus, giúp giảm ho, long đờm, chống viêm ở phổi. 6 là tỏi. Tỏi là một loại thực phẩm có tính kháng khuẩn, diệt khuẩn, kháng virus cao, giúp bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra còn có tác dụng tránh được sơ hóa phổi ở những người mắc các bệnh phổi. Trên đây là những thực phẩm các bạn có thể tham khảo để có thể sử dụng để nâng cao sức khỏe cho phổi của mình. Tôi là bác sĩ Đông.